có một tháng report luôn cho rồi nên anh, anh phải xài cái tài khoản này bị report luôn rồi bị <laughs> quá chị không nổi bị báo cáo chịu quá chừng luôn à ờ. À. lâu chờ anh chị các bạn trong diễn đàn Trời, ơi, à, nói chung lâu lắm rồi lâu lắm rồi thì dương có gửi cho anh một cái thông điệp như vậy nhưng mà hôm nay mới có cơ hội để để phản bác lại những cái thông điệp đó cái thông điệp đó lâu lắm rồi cũng chưa bao giờ kề xem cũng chưa bao giờ nghe Nó làm tò mò chỉ, chỉ nhìn trên facebook thôi à thì thì dương có gửi là gửi anh lợi minh một cái thông điệp nhưng mà chưa bao giờ xem qua thì nói chung thì về vấn đề vấn nạn xã hội như thì dương bản chất của thì dương á, là một người phụ nữ bản chất thì dương rất là đạo đức giả mỹ là một cái quốc gia đầu tàu cái khối châu âu cũng vậy tụi nó nói chung á, nó có cái district đèn đỏ cái red district của nó 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 có một thì uh, những cái quốc gia nhỏ 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 nằm vòng vòng đó nó cũng lập ra một cái chỗ ăn chơi chị là rất là khủng khiếp yeah. ngay cả mỹ cũng vậy mỹ nó cũng là quốc gia đầu tàu cái chuyện mà rác rến cái chuyện mà kém văn minh rồi đĩ điếm rồi nói ngay bây giờ anh chị em bây giờ tôi nói anh chị em nè à, nếu ai ở việt nam mà dám lấy điện thoại gọi gọi là in core out core service có nghĩa là nó sẽ tới nhà luôn từ 100 trăm đến hai đô đĩ điếm tôi nói là đĩ điếm ở Mỹ như... còn không thì sugar gờ đé đi nó nói chung là bao nhiêu tiền không, bán, không nhưng mà ở bên Mỹ nó có bắt thằng mua dâm không ạ nó bắt tùy theo <laughs> nó có cái loại là địa điếm không hợp pháp nó gọi là uh, là, hook, là, hook, là, là hút là hút cờ là đĩ điếm gọi là 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 không có license à, <laughs> có license cái nữa. bạn đánh lên nó có, nó có giấy phép thành nghề và những đĩ điếm không giấy phép thành nghề cho nên hàng Mỹ á, nó có cái thành phố Las Vegas nó gần như là một cái chỗ ăn chơi gần như là cái cái quận De red district của châu âu à. hàng châu âu đó, các anh chị và bạn thấy ha, phụ nữ nó bỏ ở trong cái lòng kiến ở trần ở chuồng hết trơn à ai không tin tôi bạn bè tôi, tôi tôi qua đó mà chứ là không được bậy bạ nha chỉ cần ví dụ là chỉ từ 100 đô trở lên là chỉ cô nào là vô quốc quốc tài chỗ là trần chuồng hết yeah. còn bên mỹ thì nó 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 có những cái tùy theo giá cả tùy ừ. như là nó cũng có như là nó cũng trá hình như sugar Daddy đi nó cũng là trá hình những cái phụ nữ mà họ họ không có khả năng trả tiền học hành hay là họ cần tiền thì họ đi theo cái chương trình gọi là sugar daddy giống như hiện nay mà các bạn thấy những cái phụ nữ ở trong nước mà nó tụi nó chụp hình mà vừa rồi đó mc độ nãy kia đó nó đi đó cái hàng cao cấp đó thì nó chung bên mỹ nó đầy nó đầy hết cái tệ nạn xã hội mỹ cái giống quay gì nó cũng cho hết trơn á chứ không phải giống như thì dương nói đâu thằng mỹ là cái quốc gia đầu tàu cái cả khó châu Âu nó muốn ăn chơi như vậy thì nó nó qua Mỹ nó tìm cái ăn chơi chịu lạc của nó nó qua thành phố Las Vegas cái giống qua gì cũng có hết chứ à. à, như tôi nói còn mà vấn đề mà xả rác hay là những cái mà chuyện mà 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 thiếu văn minh Mỹ nó cũng có chứ không phải là không không phải đừng nói là Mỹ nó không có chuyện không thiếu văn minh đây hôm nay cái mấy hôm rồi tôi có quay ở tại một cái gọi là capital là một cái thủ đô của một cái tiểu bang đó rác nó bay loạn xả sân hầu hết nó đâu phải là chỗ nào nó cũng đẹp như mơ đâu muốn chỗ nào đẹp như mơ đó như bức tranh vẽ đó thì phải đi vô những cái khu yeah. của những người giàu những cái nơi mà người ta có ổn định trật tự người ta bỏ tiền ra người ta có người men nền là có người bảo vệ có người dọn dẹp sạch sẽ tiền nào của nấy ở bên Mỹ nó muôn màu muôn mặt muôn vẻ hết chứ không phải như em thì Dương nói là em qua Na uy thì cái gì nó cũng đẹp cái gì nó cũng tốt nói chung hằng Na uy nó có cái kỷ cương của nó rồi và cái 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 dân trí mà cái ý thức của người dân người ta có được từ lâu rồi. Và, và đi qua những cái cộng đồng khác của những châu Âu, quốc gia nhỏ 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 vòng vòng đó thì cũng có những cái quốc gia nó cũng như nồi chó heo thôi, nó cũng đủ đưa hết. Các bạn thấy xã hội mà nó muôn màu muôn mặt mà. mà trong khi đó Việt Nam ngày hôm nay người ta cũng đang dân trí cũng đang thay đổi rất là nhiều. Như tôi nói, các bạn đi đến khu phố khu phố, phố Mỹ Hưng, tại vì tôi về Việt Nam tôi sống 10 năm mà tôi biết các bạn sẽ thấy được những cái lối sống của người Việt rất là văn minh những cái khu đô thị phát triển của Việt Nam hiện nay các bạn sẽ thấy cái lối sống và cách hành xử của người dân rất là văn minh không thua gì ở bên Mỹ hay là ở ở châu Âu tôi nói với anh chị các bạn một điều biết cho nên mình không thể nào đánh giá một cái xã hội Việt Nam về một cái số nhỏ nào đó mình cho rằng là một cái quốc gia đã tồi tệ hết nếu mà nói vậy thì cái khối châu Âu tôi nói cái quận đèn xanh đèn đỏ đó lý điếm như vậy thì tôi nói thì hằng hằng na uy nó cũng bị uh, 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 dính cháu chứ tại vì nó cũng trong cái khối châu âu mà tôi nói mà cho nên cái cách mà nói chuyện của thì dương rất là gọi là gọi là, là xảo trá và bịp bợm không có một cái căn cứ nói theo cảm tính ngay cả chửi bắt cầm cũng vậy nó mà chửi không có một cái một cái gì đó để chứng minh cái 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 sự thật nó như thế nào nói theo kiểu như bày đàn nói theo kiểu bày đàn nói theo kiểu cảm tính Đấy, không có biết gì về nước về cái cộng đồng châu âu cả chỉ ngồi qua tới châu âu qua tới na uy chỉ ngồi chốc ngóc đó ngay cả chính bản thân của tôi không phải là đã kích phụ nữ hay gì ngay cả chính bản thân của thì dương phải bán thân mình cho một người đàn ông già na uy để đặng mà được ở bên na uy và cuối cùng bị ông già na uy đó đá đích và kiếm một người khác để đặng mà được sống ở tại ở trên đất đa huy cho nên thùy dương đừng có chê những người phụ nữ trong việt nam họ bán thân trong cuộc đời ai cũng vậy bằng cùng sanh đạo tật. người ta không bán thân người ta lấy cái gì người ta ăn. tại vì xã hội mà cái sự đua đòi của con người và cái 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 chào lưu của con người hồn ai nấy giữ thôi mình không thể nào mà mình ngồi đó mình chê việt nam như kiểu như thùy dương gọi là đạo đức giả ngay cả bản thân em cũng chẳng ra gì hết nó, em có lấy cái gương em xôi vô mặt vô mà em chưa mà em đi xôi cả một cái dân tộc việt nam em, em không thể nào em làm như vậy được chừng nào mà em chứng minh được em là một người sang na quy một cách trong sạch đó, thì anh mới nể phục em em hiểu chưa chứ em đừng có lên trên mạng này em dở cái trò đạo đức giả của em mà em bảo rằng phụ nữ việt nam trong nước như thế này như thế nọ em không có tư cách anh nói cho Thù, thùy dương những người phụ nữ trong nước dù họ có bán thân đi nhưng họ vẫn còn có tư cách họ vẫn còn có tư cách tư cách của họ là một người việt nam ở trong nước họ chấp nhận cái cuộc sống còn em phải bán thân cho một cái thằng già na uy em hiểu chưa Đấy. rồi em bị người ta đá đít người ta đá đít em khi hết cái visa rồi đó hết cái hạn rồi đó em đăng ra ngoài để rồi em mới đi chống cộng khi mà việt nam cộng hòa mà tụt quần chạy thì em còn ở dưới cái đầu gối những của bác cầm của anh của của, của của anh cầm của chú chú, chú, chú cầm cái em tụi em gọi là chú cầm anh bắt cầm anh gọi là anh <laughs> chứ đừng có bài đặt em là cái gọi là gọi là gì chèo cao gọi là học cái dở những cái trò em chưa có đủ tư cách để đằng mà gửi thông điệp cho anh lợi minh đâu anh mà gửi thông điệp thì em chỉ có ngồi té lên té xuống thôi em hiểu chưa em thì dương như cỡ cái con ly xà kia cũng chẳng ra cái giống gì cả mà anh không tin là cái con đó là con ly xà thật con ly xà thật dễ gì mà nó chui vô đây anh nghĩ là con ly xà giả vừa rồi nó hâm dọ anh bây giờ đây cái băng cái nhóm của tụi nó là sao fbi đụng vô té ghê, rung như cày sấy anh nói với anh chị các bạn biết nước mỹ nó là quốc gia đầu tạo đủ thứ chuyện hết bởi vì những cái thành phần mà chống cộng cực đoan ở bên mỹ và ở bên hải ngoại đó nó rất là ghét lợi minh là gì lợi minh là một người dám nói sự thật dám nhìn vào sự thật đừng mấy mấy người đâu đừng là mấy người đi ra nước ngoài là mấy người lấy được thiên đàng à tôi nói cho mấy người biết ngay cả người mỹ hiện nay những chuyến máy bay mà tôi bay đi về việt nam tôi đi rất là thường xuyên người ta sang việt nam người ta còn khen cái đất nước việt nam như thế nào những người già những người trẻ đã chiến kỳ này tôi đi tôi sẽ phỏng vấn một số những người đó cho anh chị các bạn thấy có những đứa nó nó, nó, nó tôi ngồi trên máy bay nó rất còn trẻ tôi ngồi tôi nói chuyện với nó và nó rất là cảm động nó tôi hỏi nó sao tôi, nó là bị trắng đó nha sao tụi bay đi qua nước tao chơi như vậy có nhiều người quốc gia nó nói nó thích nó thích nó thích qua nó trải nghiệm cái người việt nam sống thân thiện và gần gũi ừ. còn những người già không vậy người ta việc nghỉ hưu nó tao thích qua quốc gia mày đó nó cái, họ đi họ không sợ họ đi họ chơi tại sao việt nam có những cái khu phố những cái khu phố của người tây họ sống họ hòa đồng với người việt nam như còn như thì dương thì rất là xạo mấy cái em này gọi là đi chống cộng để dần là kiếm kiếm cơm em thì dương đi gọi là đi chống cộng em có biết việt nam cộng hòa là cái gì đâu ngay cả ông kissinger henry bộ trưởng bộ, bộ trưởng của mỹ henry kissinger cái, cái, ông, hả? ông khinh bỉ và ông chửi việt nam cộng hòa còn thua con chó đó. ông khinh bỉ nó nhục nhã các bạn xem coi những cái bộ hai cái bộ phim tài liệu của người pháp cái bộ phim của người pháp họ quay rất là hay một ngàn một ngàn ngày cuộc chiến Việt Nam và những điều không biết trong cuộc chiến Việt Nam đấy rất là nhục nhã vô cùng nhục nhã cỡ thì dương đi sao phạm cái cái quay gì mấy cái tuổi này tội toàn là nói chung là dân gọi như là đầu, đầu đất đi qua xứ người ta rồi chỉ ăn theo thôi đừng có ngồi đó mà chê Việt Nam tôi nói mấy mấy cái thứ này là chẳng không có cửa với dân Việt Nam trong nước hiện nay đâu tôi về tôi sống Việt Nam 10 năm mà tôi biết mà tôi đi đi về về tôi biết mà đừng có nói là dân trí Việt Nam là thấp nha không, không có cửa đâu đụng vô dân Việt Nam bây giờ mà đi vô dân Việt Nam như cỡ duy tôi nói như giờ có không phải là tân bốc duy gì, gì tôi nói đó em duy là một cái người bạn trẻ nè mà có sự hiểu biết rất là là, là là, sâu rộng đây là một cái sự bằng chứng rất là rõ ràng luôn đó người ta sống người ta hiểu biết chứ không phải như thì dương hay là đi xe phạm như EQ bày đặt lên cái kiểu mà ba que sổ lá người ta là cư xá gì đó mà kêu là anh cu anh cu những cái giọng điệu mất dạy những cái vợ trò có EQ kêu rất là xảo trá đi gọi những cái đàn bà phụ nữ đi gọi người này kia đâm sau lưng lợi minh má nhục quá cái kêu ơi lúc trước tôi tưởng đâu du là một cái người gọi là còn có chút hiểu biết gì. tôi nghe mấy người đó họ họ inbox họ chụp lại tôi thấy hết hồn nói chu cái tên ai kêu này cũng dữ dằn à những cái luận điệu đó giờ mà còn 43 năm mà còn ôm cái Việt Nam Cộng Hòa Ngay cả mấy ông mà tướng lãnh sĩ quan mà của Việt Nam Cộng Hòa mà thuộc hàng ghế mà người ta hiểu biết được Mỹ đào tạo đó Người ta cũng đã quay trở về với quê hương tổ quốc và dân tộc Đấy. Ngay cả ông Phạm Duy là người chống cộng ngày xưa coi như là có máu mặt Mà ông còn phải quay về với quê hương Giáo sư tiến sĩ Trần Khê mà người ta còn quay về với quê hương Cỡ như ông mà gọi là ông ông nguyễn cao kỳ ngày xưa mà cỡ như ba của aq mà, mà ông nguyễn cao kỳ hét cái là té đáy quần người ta còn phải quay dị quê hương với dân tộc, còn cỡ như thì dương aq ấy sản phẩm cái nít giả này hay là một số thành phần chống cộng cực đoan bên mỹ là cái thơ gì qua được hải ngoại rồi thì như em thì dương em chỉ bán cái vốn tự có của em thôi chứ em đừng có bày đặt em khinh bỉ những người phụ nữ trong trong nước anh nói những người phụ nữ trong nước dù họ có bắn dâm gì nữa anh rất là nể phục họ bởi sao họ vẫn là con người Việt Nam tại vì cuộc sống xã hội cái mua cầu và mưu sinh cái điều kiện xã hội và cái đồng tiền vật chất nó làm con người ta bị quay cù như vậy thôi nhưng họ vẫn là những con người Việt Nam phải nói rất là là phải nói là rất là là, là thương mến chứ không phải quay qua mà anh chà đạp họ anh không bao giờ chà đạp những những con người như vậy thấy họ và thương hại họ hơn mình cần phải tạo điều kiện cho họ để họ để họ trở thành những người tốt công dân tốt trong xã hội còn những người như thì dương hay một số những thành phần mà chống cộng cực đoan ở hải ngoại toàn là thứ dòi bọ chẳng là cái ôn gì hết một lũ ô hợp chẳng là cái con quay gì hết mà quay gì mà đặt chê việt nam Hứng? muốn gửi thông điệp bao nhiêu thông điệp hả em thì dương thông điệp của anh đủ chưa thôi anh đủ rồi chắc có người uh, chờ anh trả microphone cho em Duy Nguyễn dạ. Đừng có bài đặt xảo cha Gặp lợi minh này là chết Tiêu dạ rồi. Cỡ như lý xà phạm kéo cả một cái lũ băng đảng tới FBI sờ gái rung cầm cặp Đấu cha nào giờ dám bước tới nhà lợi minh Xưa, Ôi Thù dọ những cái thằng không biết luật pháp Thì nó khác Mà cái thằng mà nó biết luật pháp là chết đi ừ. Rung cầm cặp như cày xây vậy Tôi bảo đảm mấy nít lý sà phạm này xạo chứ không phải là thật đâu con nhỏ này cái cái thằng này nửa 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 chống nửa máy này không phải là thật là cái cách nó thét chát với cách nó 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 nói nó cập nó cập bi thôi nó gọi là copycat đó trả mai ra phone lại duy nha dạ rồi, Các bạn, trong đàn